Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay là Như có làm món bánh khọt đó cả nhà. Thì trước khi ăn thì Như sẽ nướng bánh khọt trước nha. Cái này là bột của bánh xèo, thì Như bỏ vô một tí nước cốt với lại nước lọc của mình, với lại tí hạt nêm. Thì mình khuấy ra để mình chiên bánh khọt. Mình sẽ bỏ vô cái chảo này, là cái khuôn bánh khọt này là lâu đời dữ rồi. Cái khuôn này chắc cũng tầm cả chục năm rồi đó, cổ, khuôn cổ. Để trên cái bếp ga cho nên nó hơi lắc lư. Cái bánh này giờ nó cũng gần chín rồi nè, nhưng sẽ bỏ vô nhân. Nhân này là có tôm nè cả nhà, tôm với lại thịt và đậu xanh. Như xào tôm thịt cho chín, xong đó đậu xanh cà mình á, như sẽ luộc cho chín rồi bỏ vô xào và nêm nếm cho vừa ăn đó. Mình sẽ bỏ vô, nhân vô hết mấy cái bánh này nha. Bỏ nhân nhiều thì ăn nó sẽ ngon hơn. Để trên cái bếp ga cho nên nó cứ lắc lư vậy đó. Cái khuôn này giờ nó cũng lâu đời dữ rồi. Nó chắc cũng sắp sửa với tuổi của con gái út của Như. Mua lâu dữ rồi. Mà lâu lâu mới làm ăn một lần. Cái màu đậu xanh cà nó vàng đẹp. Chín rồi cả nhà ơi. Chín cái đó thì mình sẽ bỏ vô tí dầu. Chín cái mùi rất là thơm luôn. Đó, tiếp tục. Đây, chín cái nữa. Này, cái này chín luôn. Đây. Do là lửa cái bếp ga nó không có được đều cho nên nó chín cũng không có đều nữa. Đây, cái nhà thấy không? Vàng rất là đẹp luôn này. Đó. Nướng bánh thì Như cũng đã nướng xong rồi, giờ thì Như bắt đầu là đi pha nước mắm chua ngọt để mình ăn với bánh khọt á. Trước tiên á, là Như sẽ cho 2 giá đường và 2 giá nước mắm. Như sẽ cho luôn là 4 giá nước lọc ở cả nhà. Nước mà Như nấu ấm xong rồi mình để cho nguội, mình pha vô, mình khuấy cho nó tan đều hết cái đường với lại cái nước mắm này, nó hòa tan lại với nhau hết trơn. Thì mình sẽ cho là hơn nửa giá cốt chanh vô cả nhà. Nước cốt chanh hoặc là nước cốt tắc cũng được nha, đều được hết đó. Thì cho hơn nửa giá thì mình cứ nêm nếm, mình nêm nếm sao mà cho nó hơi có cái vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn đó cả nhà. Rồi mình sẽ cho là tỏi nè, ớt nè vào. Thì mình đã có một cái tô nước mắm chua ngọt ăn rất là ngon luôn á. Chào cả nhà, chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Bây giờ là Như đổ bánh khọt thì cũng xong rồi cả nhà, được một mâm luôn. Bây giờ là Như bắt đầu sẽ ăn nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với Như nha. Đó, cả nhà thấy không? Cái bánh nó vàng ôm luôn, đẹp lắm luôn cả nhà.
quên, còn gao nữa. Bỏ vô tí gao ăn cho nó ngon. Giờ nhà có xà lách với lại rau thơm mà chứ không có dưa leo quá cả nhà, cho nên là mình ăn tạm. Đây, sẽ chan nước mắm vô nha. Nhìn hấp dẫn không? Đây. Cái bánh đó, giữa ngoài nó giòn, ở trong á thì nó béo, nó béo, bột nó hơi mềm mềm béo béo, nó có cái hậu béo của đậu xanh nè, rồi ngọt nữa, thịt tôm ăn rất là ngon. Nó dở ngoài, nó giòn lắm luôn, nhưng ở trong thì nó béo, ngon quá cả nhà. Ăn trúng còn tôm ngon lắm luôn. Cái màu vàng của bột nghệ á, của bột bánh xèo á. Nó sẵn màu vàng của bột bánh xèo luôn á, mà nó đẹp. Như chỉ cần khuấy bột ra, cái bỏ thêm tí nước cốt á, mình nêm thêm tí hạt nêm cho nó đậm đà là được rồi. Nó rất ngon. Cái này ha mà có dưa leo ngon. Nhà như hết dưa leo rồi, có xà lách với lại rau thơm nên có gì như làm đấy. Ngon.
Như mê bánh này, nó là bánh xèo. Cái này mà không có gạo ăn dễ ngán, phải có gạo ăn kèm nó không ngán. Cái bánh nhân quá trời. Rất ngon. Dạ thì Như ăn cũng đã no rồi đó cả nhà. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này nhớ ấn cho Như xin một nút like, một nút share và đăng ký kênh ủng hộ Như nhé. Cái nút đăng ký kênh đó là cái chuông màu đỏ bên tay phải màn hình, cả nhà ấn vào đó để xem được những video mới nhất của Như. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.